Quý vị, sáng nay 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Bà Rịa Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế và đại diện các sở ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tham gia cuộc họp. Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế, các địa phương đã báo cáo diễn biến dịch bệnh của địa phương, trong đó nhấn mạnh đến công tác rà soát truy vết ca nhiễm, việc điều trị ca nhiễm nặng, Bên cạnh những giải pháp đang triển khai hiệu quả, các địa phương cũng nhận định vẫn còn một số hạn chế như công tác xét nghiệm chậm, doanh nghiệp ba tại chỗ không chặt chẽ, dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo. Ở điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện toàn tỉnh có 40 chuỗi lây nhiễm liên quan đến các ca mắc Covid-19, có 52 cơ sở cách ly, 14 cơ sở y tế điều trị Covid-19, phân theo ba tầng điều trị tỉnh cũng đang thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà, nỗ lực nâng công suất xét nghiệm để bảo vệ vững chắc vùng xanh, thu hẹp dần các vùng vàng và đỏ. Phát biểu kết luận cuộc họp thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao nỗ lực của các địa phương và đề nghị các tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16, triển khai xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách nhanh, triệt để các ca F0 ra khỏi cộng đồng, đặc biệt tại khu vực vùng đỏ. Trong công tác xét nghiệm, các địa phương cần có chiến lược xét nghiệm hợp lý, kết hợp hài hòa giữa test nhanh kháng nguyên và PCR, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch nói chung, xét nghiệm truy vết, tiêm chủng vaccine, phân tầng điều trị nói riêng. Liên quan đến công tác điều trị, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các tỉnh thực hiện chiến lược phân tầng theo hướng dẫn nhằm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực y tế, tránh để bệnh nhân chuyển tuyến không phù hợp, cũng tại cuộc họp, Bộ Y tế thông tin về việc cấp 700.000 test nhanh, cấp phát phân bổ điều chuyển nhiều máy thở, trang thiết bị và vật tư chống dịch cho các tỉnh thành phố khu vực phía Nam.